Hello, Phát Thanh Việt xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là những ngày đầu tháng 6 năm 2022. Mình đang hoàn thiện để bàn giao một công trình biệt thự với hạng mục là cổng, hàng rào, sắt mỹ nghệ và cái mái che bằng tấm polycarbonate. Trên kia mình chưa có bắn cái tấm poly. Đây là khu bờ hồ tiểu cảnh mình vừa bắn xong này. Màu sơn già đồng này. Khổ poly này là 1m520, 1m5, 1,52m. Cái sắt mình làm đua con son đó là 1m4, tấm poly là 1m520. Đấy, đua không cần cột. Bên kia có một bức tường chịu rồi. Cái này thì bằng cái bát bản mạng bắn vào cái bên này là cũng vậy, cũng 1m52 mà cái này dài một tấm liền, dài 7m rưỡi, cũng không cần cột chống. Bên này mình cũng dùng cái bát bắn rất là chắc vào cái bê tông và đua ra hàn bản mạ ra ha, chắc chắn. Màu này màu xanh nha, xanh nước biển. Thì giữa đây mình làm cái kèo này và các cái kia mình có bắt bu lông nở vào trong cái mái. Đấy, bên kia cũng có cái bát bằng tấm sắt dày 5 ly cắt con lộ mà gánh cả dàn. Đây là tấm poly mình đang chuẩn bị bắn lên cây mái. Đây mình đang quét thêm màu vàng vào cái bông hoa. Cái cổng các bạn nhé, cổng này rộng 3m6. Đây mình có làm cái chốt cơ cấu tự đóng. Thì cái cánh cổng này nó đóng vào, nó gài vào đây, nó tự động đóng, cần móc khóa đây cũng rất là chắc chắn rồi. Cổng này rộng 3m6, cao thì mình cũng quên, hình như là 3m, cao 3m đúng không? Đấy. Khung này mình làm bằng cái khung 40x80 dày 1.8 ly, khung này dày 1.8 ly, còn tất cả hoa văn đây là bằng sắt vuông 20 dày 1.4 ly, tất cả quảng sắt Hòa Phát. Bên trên tựa cánh chim, dưới thì tựa như bông sen hay là con bạch tuộc gì đấy. Đây là cái hàng rào này rộng 3m mấy, quên rồi. Cùng tông với cổng, 4 khung hàng rào. Nhà này có 2 cổng các bạn ơi.
cổng giống nhau. Cổng này có rộng hơn cổng kia một chút. Cổng kia 3m4, cổng này 3m6, cao 3m. Nay mới bóc bao bóng. Trên kia thì phía giữa có một hoa văn vòng tròn. Đây là ở Bình Dương các bạn ha. Ở Chánh Phú Hòa. Tấm bô ly. Tỉnh Bình Dương. Đây mình ra ngoài quay cho các bạn xem toàn cảnh. Đây các bạn. Đây là nhìn từ ngoài vào này. Con đường rất là rộng. Một dãy đây biệt thự cả. Nhà này là làm đầu tiên. À bên trên của cái lan can này các bạn này. Hả? Không bằng bên mình thi công hết. Nhìn từ ngoài vào rất là đẹp. Toàn giả đồng. Đấy, bên trong kia có cái mái đầy sáng. Trên kia cũng cái lan can. Mai bắn cái tấm bô ly và nhìn về đẹp. Giờ tạm thuê vậy đó. Sibo, xe Sibo. Ngàn lời nói không bằng lần khỏi Sibo. Đây, biệt thự đang thi công. Xe xúc xe ủi. Đây, cánh cửa này hồi nãy mình vào mình ra có đóng, bây giờ nó tự động đóng lại. Đấy, em có lực đẩy một cái là tự nó gài vào và chắc luôn. Tay nắm. Tay nắm kiểu. Đây có một hàng cục. Cổng hơi lớn nên ở giữa mình cho một cái đố vuông 4. Đang đường. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ với Hoa Thép Việt theo số điện thoại trên màn hình ha. Hoa Thép Việt nhận thi công và cung cấp hoa văn. Xa thì cung cấp hoa văn. Còn khu vực Sài Gòn và Bình Dương là thi công. Này, móc khóa vào đây là không thể nâng lên được các bạn ha. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Các bạn có một tháng 6 mạnh khỏe.